Xin được gửi lời chào buổi sáng cuối tuần tới quý vị và các bạn. Hoàng Trí và Thủy Tiên vui mừng được gặp lại quý vị trong chương trình 24 giờ chuyển động. Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019, 24 giờ chuyển động sẽ tiếp tục đem đến những thông tin mới, nóng, hấp dẫn và thiết thực về nhiều mặt của đời sống xã hội dân sinh trong 24 giờ qua. Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình. Đâm người yêu cũ giả mang vì níu kéo tình cảm không thành. Lạnh lùng lời khai của đồ tể giết người hàng loạt ở Hà Nội. Chuyên mục nóng trên mặt báo, tranh cãi trước nhóm nữ sinh thản nhiên hút thuốc trong quán cà phê. Sức khỏe bệnh nhi bỏng xăng tới 75% đã dần hồi phục. Lạ kỳ ngôi trường có 17 cặp song sinh khiến cho thầy cô bối rối. Mở đầu chương trình hôm nay như thường lệ là những thông tin đáng chú ý mà chương trình cập nhật liên quan đến tình hình an ninh trật tự trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước đã liên tiếp xảy ra các vụ án giết người xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Hệ lụy của các vụ án tình khiến một người vào vòng lao lý, người còn lại nếu may mắn giữ được mạng sống cũng mang trong mình những tổn thương tâm lý nặng nề. Liên quan đến vụ giết người yêu cũ vì níu kéo tình cảm bất thành tại Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và bị can bắt tạm giam Phạm Phú Tài, 23 tuổi, ngụ ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng về tội giết người. Theo điều tra, Tài và chị Lê Thị Phương Oanh, 19 tuổi, ngụ quận Hải Châu, yêu nhau một thời gian thì chị Oanh chia tay. Tài nhiều lần níu kéo tình cảm không thành. Tài nhiều lần gọi điện thoại cho chị Oanh không nghe máy. Nên chiều ngày 20 tháng 2, Tài chờ gia đình chị Oanh đi khỏi thì tìm đến nhà với mục đích nếu chị Oanh cự tuyệt thì sẽ giết. Lúc này nhà chỉ có Oanh và một người bạn gái đang ở trên phòng ngủ tầng 2. Tài cầm dao đuổi bạn chị Oanh ra ngoài và xô đè chị Oanh xuống giường, đâm liền 5 đến 6 nhát. Do chị Oanh chụp được lưỡi dao nên lưỡi dao cong. Tài túm tóc lôi chị Oanh xuống bếp, mặc cho nạn nhân kêu gào thảm thiết. Tài lấy con dao to, loại chặt xương vung lên định chặt chị Oanh. Nhưng hàng xóm lao vào khống chế Tài, đưa chị Oanh đi bệnh viện. Nhờ dùng tay đỡ được các vết đâm, chị Oanh chỉ bị thương tích 17%. Ngày 18 tháng 5 năm 2019, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Văn Bình, 37 tuổi, ở xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu thì chỉ trong 2 ngày, kẻ giết người làm nghề bán thịt heo này đã lấy đi mạng sống của 3 người và đâm một người trọng thương. Khoảng 7 giờ sáng ngày 16 tháng 5, người dân tại huyện Mê Linh, Hà Nội phát hiện thi thể một người đàn ông bị sát hại. Vào cuộc điều tra, công an xác định nghi can chính của vụ án này là Đỗ Văn Bình, làm nghề bán thịt heo nên đã tung lực lượng truy bắt Bình. Bình khai rằng từng va chạm giao thông với xe máy do nạn nhân cầm lái chở theo một thanh niên 23 tuổi. Sau đó, Bình bị hai người này dùng gậy và bình xịt hơi cay tấn công, bắt phải xin lỗi. Uất ức, Bình hẹn hai người này ra giảng hòa, rồi giết cả hai bằng dao bầu chọc tới heo. Sau đó, Bình tiếp tục tới nhà bạn gái của chính mình là một phụ nữ 36 tuổi, dùng chính con dao bầu này chém nhiều nhát vào đầu, khiến người này trọng thương. Chiều 17 tháng 5, Bình về đến huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc và sát hại tiếp một người bạn gái khác của mình là một phụ nữ 39 tuổi, rồi về huyện Bình Xuyên lẩn trốn và bị bắt giữ tại đây. Theo Bình, lý do truy sát hai nữ nhân là để thanh toán thù hằn. Và nếu không bị bắt, Bình còn thanh toán nốt món nợ khó trả với một người khác ở Vĩnh Phúc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Sĩ Hưng, sinh năm 1983, trú tại số 154 Nguyễn Huệ, thành phố Huế, về tội giết người. Theo cơ quan công an, vào tối 27 tháng 8 năm 2018, tại đoạn đường vắng thuộc khu quy hoạch của đường Hoàng Quốc Việt nối dài, Hồ Sĩ Hưng và chị Tê ngồi tâm sự trong chiếc xe ô tô 4 chỗ do Hưng điều khiển. Lúc này, anh Lê Trọng Thanh Phước sinh năm 1997, trú ở phường Thuận Thành, thành phố Huế, là bạn của vợ Hưng đi qua khu vực này, phát hiện sự việc nên đã đến gõ cửa ô tô, yêu cầu Hưng mở cửa xe để nói chuyện. Tuy nhiên, thay vì mở cửa xe thì Hưng điều khiển ô tô chạy. Còn anh Phước cố bám vào xe này. Do Hưng điều khiển ô tô chạy với tốc độ cao, nên khi đến ngã tư giữa đường Hoàng Quốc Việt và tỉnh lộ 28 Thừa Thiên Huế, anh Phước bị văng ra khỏi xe và ngã xuống đường. Tiếp đó, Hưng không dừng xe mà lại bỏ mặc anh Phước nằm trên đường, khiến nạn nhân bị một xe ô tô khác đang lưu thông qua khu vực này cán qua người làm tử vong.
Sau một thời gian điều tra làm rõ vụ án, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Hồ Sĩ Hưng để điều tra làm rõ hành vi giết người. Nỗi lòng tham, người làm công đã ra tay trộm cắp chiếm đoạt vàng của gia chủ. Và mới đây, phóng viên của 24 giờ chuyển động đã cập nhật thông tin về hai vụ trộm cắp vàng và tiền đáng chú ý do những người làm công tham lam thực hiện. Theo đó, một vụ việc xảy ra tại tỉnh Tiền Giang, dù được chủ tiệm vàng nâng đỡ và đào tạo nghề, sau đó còn được nhận vào làm công, nhưng vì bản tính tham lam, đối tượng này đã nhiều lần trộm cắp, lấy đi khoảng 2kg vàng của gia chủ. Vào khoảng 17 giờ ngày 17 tháng 5, Công an thành phố Mỹ Tho nhận được tin báo của anh Nguyễn Xuân Trường, chủ tiệm vàng Kim Vinh ở phường 4 thành phố Mỹ Tho về việc thợ Kim Hoàng làm công trộm vàng nên tiến hành làm việc. Đối tượng là Nguyễn Thanh Phong, 28 tuổi, ngụ xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Khám xét trên người Phong, Công an thu giữ 2 bịch ni lông chứa kim loại màu vàng. Phong khai nhận số kim loại màu vàng trong bịch ni lông là bột vàng thu được trong quá trình chế tác nữ trang Phong vừa trộm trong ngày. Mở rộng điều tra, Công an đã thu giữ tại nhà của Phong 17 thanh kim loại màu vàng, 40 bịch ni lông chứa kim loại màu vàng và một sổ tiết kiệm 200 triệu đồng. Theo anh Nguyễn Xuân Trường, chủ tiệm vàng Kim Vinh, thì bước đầu cân số kim loại màu vàng tại nhà Phong khoảng trên 54 lượng. Anh Trường cho biết Phong là thợ rùa của tiệm được gia đình anh giúp đỡ từ năm Phong mới 15 tuổi. Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra làm rõ. Cũng là một vụ trộm khác đáng chú ý thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đặng Văn Bình, 25 tuổi, cư trú tại xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài và đam mê cờ bạc nên Đặng Văn Bình nảy sinh ý định đi trộm tài sản. Do Bình đang làm thuê cho cửa hàng vật tư nông nghiệp của anh Đặng Văn Hòa, cư trú địa phương, nên biết chỗ cất giấu tài sản của ông chủ. Khoảng 23 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2019, Bình điều khiển xe máy đến cửa hàng của anh Hòa. Lợi dụng gia đình anh Hòa ngủ say, Bình đã dùng một con dao thái mang theo trong người, cắt mái tôn, đột nhập vào cửa hàng, mở tủ lấy trộm 20 triệu đồng tiền mặt và chiếc nhẫn vàng với trọng lượng 2 chỉ của ông chủ, rồi nhanh chân tẩu thoát. Số tài sản trộm được Bình dùng cho việc đánh bạc, chơi game bắn cá và thua sạch hết tiền. Phát hiện bị mất tài sản, anh Hòa đã đến cơ quan công an trình báo. Qua công tác điều tra xác minh và sàng lọc, công an đã cho mời Bình lên cơ quan để làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thưa quý vị, một nhóm nữ sinh cấp 3 còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh vào trong quán cà phê, thản nhiên hút thuốc và nhả khói rất chuyên nghiệp. Cảnh tượng này xảy ra mới đây và đã được người dân chụp hình rồi đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người xem đã không tin nổi vào mắt mình trước những hình ảnh đó và đặc biệt là những bậc phụ huynh. Vụ việc ngay sau đó đã được ghi nhận và được nhiều báo mạng đồng loạt phản ánh, kéo theo nhiều tranh luận làm nóng lại vấn nạn đã được cảnh báo từ bấy lâu nay, đó chính là tình trạng hút thuốc ở thanh thiếu niên vẫn đang gia tăng và đặc biệt làn khói thuốc đã len lỏi vào học đường. Mới đây, trong bài viết của một fanpage trên mạng xã hội Facebook có đăng tải hình ảnh của ba nữ sinh đang ngồi hút thuốc lá giữa quán cà phê ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói trong sự việc này đó là những nhân vật trên đều là nữ và đang mặc đồng phục của trung tâm giáo dục thường xuyên. Tại quán cà phê, những cô gái mà lẽ ra với dáng vẻ thùy mị, ngoan hiền lại ngồi vắt chân lên ghế, một tay xem điện thoại, một tay phì phèo nhả khói thuốc rất chuyên nghiệp, chẳng khác gì cánh đàn ông. Vụ việc này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nổ ra một cuộc tranh luận khá dữ dội giữa hai phe bên vực và chỉ trích việc hút thuốc của nhóm nữ sinh cấp 3 này. Sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng sự việc này không nhất thiết phải lên án. Thậm chí còn trái ngược lại admin của nhóm vì cố tình chụp lén và đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội khi chưa được sự cho phép. Bên cạnh số ít ý kiến cho rằng nam nữ bình đẳng, con gái hút thuốc thời giờ không là chuyện gì quá to tát nữa, thì có rất nhiều người đã đưa ra ý kiến tỏ vẻ không đồng tình với việc những nữ sinh này hút thuốc khi đang mặc đồng phục trường, chiếc áo có in logo của trường đang theo học. Một bạn đọc gay gắt chỉ trích, con gái hút thuốc đã có gì đó phản cảm, trong khi các em còn đang mặc bộ đồ học sinh. Nhiều cô gái cứ nghĩ hút thuốc như vậy là cá tính hay ho, khác người, nhưng trong mắt hầu hết con trai thì họ thích một cô gái ngoan hơn là cô gái phì phèo điếu thuốc như vậy. Không biết thầy cô phụ huynh các em sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy những hình ảnh này.
Đây không phải là trường hợp đầu tiên về việc học sinh hút thuốc khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trước đó, đoạn clip một nữ sinh cấp 2 phi phèo thuốc lá tại quán nước trước cổng trường được chia sẻ lên mạng cũng khiến nhiều người bất bình. Theo đó, nữ sinh trong clip được cho là đang theo học lớp 9 tại một trường trung học cơ sở ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Từ đoạn clip có thể thấy tại một quán nước trước cổng trường, nữ sinh mang đồng phục ngang nhiên gác chân trong điếu thuốc, nhả khói với dáng điệu chẳng kém cạnh các đàn anh đàn chị. Bên cạnh còn có nhóm học sinh cùng nói chuyện vui vẻ. Thưa quý vị, có thể thấy rằng việc quá dễ dàng mua được thuốc lá là nguyên nhân chính làm gia tăng tình trạng hút thuốc lá ở lứa tuổi học sinh. Các em cứ hút thuốc với ý nghĩ coi đó là một thú vui tiêu khiển để chứng tỏ sự trưởng thành, khẳng định cái tôi của bản thân, để học đòi hay thỏa sức tò mò. Mặc dù luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã quy định hành vi sử dụng mua bán thuốc lá khi chưa đủ 18 tuổi sẽ bị phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Người bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi sẽ bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên, cho đến nay, cuộc chiến chống thuốc lá vẫn còn gặp nhiều khó khăn bởi lợi nhuận từ sản xuất và buôn bán thuốc lá rất cao, trong khi thanh niên, thiếu niên lại chưa nhận thức đúng và đầy đủ về nguy cơ tiềm ẩn do thuốc lá mang lại. Vì vậy, để giảm thiểu tỷ lệ học sinh hút thuốc lá, ngoài sự phối hợp tích cực giữa nhà trường và gia đình, cần hơn nữa sự vào cuộc của các sở, ban ngành và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để tăng cường quản lý cửa hàng buôn bán thuốc lá tại các điểm quanh trường học, cần phải xử lý nghiêm các hành vi bán thuốc lá cho học sinh. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động sáng nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về đời sống văn hóa, xã hội, dân sinh đáng chú ý trong và ngoài nước với chuyên mục Đồng Tây chuyển động. Thưa quý vị, hiện nay nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng, cả về số lượng cũng như chất lượng. Vì thế, Quỹ Bảo hiểm Y tế đang đứng trước thách thức về khả năng mất cân bằng. Trước tình trạng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế những tháng đầu năm tăng bất thường so với mức phân bổ dự kiến bình quân mỗi tháng, các cơ sở khám bệnh trên địa bàn của thành phố Đà Nẵng đã tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả cũng như là cân đối nguồn quỹ này. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây. Nhằm sử dụng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế một cách hiệu quả mà vẫn đảm bảo quy chế chuyên môn do Bộ Y tế ban hành, các bác sĩ tại khoa khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà thường xuyên nâng cao tinh thần thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác khám chữa bệnh. Khi mà thăm khám thì chắc chắn bệnh và cho làm những cái xét nghiệm cần thiết quan trọng, không xét nghiệm lung tung để tránh cái sự phiền hà cho bệnh nhân, tránh gây cái sự lãng phí cho quỹ bảo hiểm. Đó là cái vấn đề quan trọng. Ngay cả trong cái vấn đề khi chúng ta chẩn đoán xong chúng ta cho thuốc bệnh nhân cũng vậy. Đối với những bệnh nhân bắt buộc phải nhập viện, các bác sĩ tại đây cũng đưa ra nhiều giải pháp rút ngắn thời gian điều trị nội trú. Điều này vừa tránh được sự quá tải cho trung tâm y tế, vừa cân đối được nguồn quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Giải pháp được các cơ sở khám chữa bệnh tại thành phố Đà Nẵng áp dụng không chỉ giúp ngành chức năng giám sát, quản lý tốt nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế một cách hiệu quả, mà qua đó còn tạo niềm tin để người dân yên tâm tiếp tục tham gia chính sách an sinh xã hội này. Thêm một thông tin về lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, liên quan tới trường hợp bệnh nhi A Huyên, 9 tuổi ở xã Diên Bình, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum, bị bỏng nặng nhưng gia đình thì không tiếp tục cho điều trị, dù được bác sĩ khuyên bảo, nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí để điều trị. Và một tin vui là mới đây, sau nhiều lần địa phương và bác sĩ đến tận nhà vận động, thuyết phục, thì cha mẹ của bệnh nhi bỏng xăng ở thôn Đắc Căng Ben, xã Diên Bình, huyện Đắc Tô đã cho em nhập viện để điều trị. Và hiện tại thì sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và dần hồi phục. A Huyên bị chẩn đoán bỏng xăng khoảng 75% từ cuối tháng 12 năm 2018. Em được các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm tài trợ toàn bộ chi phí điều trị. Nhưng gia đình nhiều lần từ chối, thậm chí kiên quyết cho em xuất viện, không tiếp tục chữa trị, khiến tính mạng của em gặp nguy hiểm. Sau nhiều lần được địa phương và bác sĩ đến tận nhà vận động thuyết phục, gia đình mới chấp thuận cho em tiếp tục nhập viện điều trị lại vào ngày 15 tháng 5 năm 2019. Gia đình cũng tương đối cũng khó khăn, nhưng mình cũng đang có bầu, cũng sợ mình gần hơi đẻ đó, mình cũng phức tạp gia đình mình nữa, thì có cái nữa, con còn đau nữa, mình cũng biết. Giờ mình sợ mình đau, không có ai chăm cho con mình đó, chỉ con nhỏ ở nhà nữa. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, được các bác sĩ tận tình cứu chữa, hiện nay sức khỏe của A Huyên đã ổn định và có dấu hiệu hồi phục tốt. Ngay sau khi thể trạng của A Huyên ổn định, bệnh viện sẽ tiến hành ca ghép da lần 2 cho bệnh nhi để bảo đảm sức khỏe của bé sau này.
Tiếp theo chương trình sẽ là những sự việc đáng chú ý xảy ra trên thế giới. Thưa quý vị, một thác nước nhân tạo được cho là lớn nhất thế giới mới đây đã đi vào hoạt động tại Trung Quốc. Và vẻ đẹp lung linh của nó khiến cho nhiều du khách phải trầm trồ khen ngợi bởi họ chỉ có thể chứng kiến điều này qua phim ảnh mà thôi. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho cảnh tượng nhân tạo đặc sắc như thế này thì cũng không hề rẻ, ngốn đến 3 triệu đồng một tiếng để vận hành. Sau đây xin mời quý khán giả cùng chứng kiến công trình độc đáo đã gây ra nhiều tranh cãi này. Quy Dương nổi tiếng là một trong những tỉnh thành có vẻ đẹp tự nhiên của Trung Quốc. Bây giờ càng tự hào hơn với thác nước nhân tạo lớn nhất thế giới. Dòng nước từ độ cao 108m lấp lánh trước ánh mặt trời và tạo ra một cầu vồng ngay trước tòa nhà trung tâm thương mại quốc tế Libyan, khiến hàng triệu người xem trên toàn thế giới trầm trồ thán phục. Mặc dù đã hoàn thành 2 năm, nhưng thác nước nhân tạo lớn nhất thế giới này mới được bật có 6 lần do chi phí hoạt động quá cao. Tiền điện lên tới 800 nhân dân tệ, gần 3 triệu đồng một giờ, khiến không ít người cho rằng thiết kế thác nước lộng lẫy này là sự lãng phí. Thưa quý vị, khi nhắc đến các cặp sinh đôi thì bên cạnh những điều thú vị thì cũng luôn đi kèm một sự phiền toái, đó là khiến cho người khác khó lòng phân biệt được ai là ai, và sự phiền toái này chắc chắn sẽ nhân lên gấp nhiều lần nếu như có hơn chục cặp sinh đôi cùng ở chung một chỗ. Và đây cũng chính là nỗi khổ mà các giáo viên ở một trường Ấn Độ đang gặp phải khi mà phải dạy đến 17 cặp sinh đôi. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi sự việc oái âm này. Đây là trường công lập Greenland ở bang Punjab, phía Bắc Ấn Độ, nơi đang nổi tiếng vì có đến 17 cặp song sinh từ 3 đến 15 tuổi đang theo học. Trường có 8 cặp song sinh nữ, 6 cặp song sinh nam, 3 cặp gồm cả nam và nữ trên tổng số 1.600 học sinh. Thế nhưng, nhiều giáo viên bày tỏ rằng họ đang gặp khó khăn trong việc phân biệt các học sinh của mình. Mỗi cặp đôi đều giống nhau y hệt về khuôn mặt và không một chút khác biệt về kiểu tóc, cách ăn mặc. Còn cô hiệu trưởng của trường thì khẳng định đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bắt đầu xảy ra từ 5 năm trước khi bà mới thành lập trường. Là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển, nhưng đến nay Ấn Độ vẫn tồn tại nhiều ngày lễ phong tục tập quán kỳ lạ. Điển hình là cảnh tượng mà chúng ta đang chứng kiến. Hàng trăm phụ nữ để hai tay phía sau, rồi quỳ gối ăn cơm trộn cát trong một nghi lễ để cầu xin có con. Người dân tại đây tin rằng, nếu người phụ nữ thành tâm và thực hiện nghi lễ ăn cơm trộn cát trong đền, sẽ sớm có con. Liên tục chương trình, chuyên mục Cà phê công đường với vấn đề công nghiện ma túy bủa vây trường mầm non. Tranh chấp xe bán mía, người đàn ông vác dao chém người trọng thương. Lời khai ban đầu của nhóm nghi phạm vụ giết người đổ bê tông. Triệt phá đường dây đưa hơn 100 cô gái vào cà phê ôm, massage kích dục. Chuyên mục Chuyện ngày mới, người thầy ưu tú học theo gương Bác. Thưa quý vị, hơn 4 tháng đầu năm 2019, gần 2 tấn ma túy các loại đã được ngành hải quan thu giữ, và con số này bằng tổng số lượng ma túy 4-5 năm trước cộng lại. Đây là số liệu được Tổng cục Hải quan công bố trong buổi họp báo chuyên đề về công tác phòng chống ma túy ngành hải quan diễn ra vào chiều ngày 17 tháng 5 vừa qua tại Hà Nội. Số lượng ma túy bắt giữ gia tăng như vậy cũng đồng nghĩa nhu cầu về ma túy gia tăng, đồng nghĩa với số lượng con nghiện cũng gia tăng. Điều này có thể nhìn thấy rõ qua việc con nghiện giờ đây thản nhiên xuất hiện ở nhiều những nơi công cộng để tiêm chích ma túy, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều điểm nóng tiêm chích ma túy ở thành phố lớn nhất cả nước này vẫn tái diễn cảnh người nghiện tiêm chích ma túy tràn lan tại một số điểm nóng như là công viên, bờ kênh, gầm cầu. Thậm chí nhức nhối hơn là giờ đây, những người nghiện tụ tập chích ma túy còn ở khu vực rất gần trường mầm non. Những hình ảnh vô cùng chân thật có thể gây sốc sau đây của cộng tác viên chương trình sẽ cho chúng ta thấy ma túy bủa vây trường học trông đáng sợ như thế nào. Tiêm chích ma túy, công khai, đang là vấn nạn bức xúc của xã hội. Vấn nạn ấy đã và đang tồn tại trường mầm non 3, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, con nghiện dập dìu, đến và đi, thản nhiên tiêm chích, để lại vô vàn ống tiêm còn dính máu. Sau nhiều ngày mật phục theo dõi, phóng viên chương trình đã ghi lại một số hình ảnh con nghiện. Ngày 6 tháng 3 năm 2019, trước cổng trường mầm non đường Trường Sa, ngay bờ kè kênh Nhiêu Lộc, một thanh niên đang tiêm chích ma túy, bất chấp nhiều người qua lại. Quá trình diễn ra khá lâu, khi người đàn ông này tiêm ở tay phải xong, tiếp tục tiêm một mũi nữa vào tay trái. Có thể như thế mới đủ phê. 17:30 ngày 7 tháng 3 năm 2019, một thanh niên tấp xe vô lề bên hông trường mầm non dưới chân cầu Hoàng Hoa Thám, mở cốp, lấy ống tiêm,
nhét thuốc vào, liên tục lắc, rồi từ từ tiêm vào mu bàn tay. Thời gian thực hiện hơn 20 phút. Ngày 8 tháng 3 năm 2019, lúc 14 giờ 25 phút, phía hàng rào sau trường mầm non 3, một thanh niên dừng xe, lấy hàng ra chơi, thỏa cơn phê. Thanh niên lấy quà 8 tháng 3, chạy đi. Cùng lúc đó, một người đàn ông nấp vào đầu xe tải đang đậu, bắt đầu tiêm chích ma túy. Khoảng 20 phút sau, một số thanh niên khác tấp xe vào cổng sau trường mầm non 3, lấy ông tiêm, bắt đầu lắc, công khai, thản nhiên, không hề lo sợ các lực lượng chức năng. Vì con nghiện lộng hành như vậy, những ống kim tiêm để lại không có ai thu dọn, đã và đang gây tâm lý bất an đối với người dân xung quanh. Nhiều phụ huynh đi đón con cháu không dám đi lên vỉa hè khu vực này. Cho đến hiện tại, ma túy vẫn bủa vây và cơ quan chức năng vẫn vắng bóng. Quả là hết sức nhức nhối, phải không anh Hoàng Trí và quý vị khán giả? Phụ huynh, cha mẹ nào có con em học tại đây, nếu mà biết được chuyện này thì chắc phải lo lắng lắm. Chắc chắn rồi Thủy Tiên à, bởi vì là từ cửa sổ của trường học, các bé đều có thể thấy rõ những hình ảnh này. Và điều này thì vô cùng nguy hiểm, bởi có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm hồn của các bé. Vâng, đúng là như vậy. Và đã đến lúc cơ quan chức năng nên nghiêm khắc hơn với những người nghiện đang gieo rắc nỗi ám ảnh công khai cho trẻ em như vậy. Nếu cần thì trang bị thêm phương tiện và cho phép nhân viên ngành chức năng có thể khống chế thuận lợi nhất các đối tượng này. Bằng không, nếu cứ để tình trạng như hiện nay tiếp diễn thì thế hệ con cháu của chúng ta khi lớn lên sẽ khó có thể bình yên. Liên tục chương trình 24 giờ chuyển động sáng nay, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những cập nhật nóng của chương trình. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Thạch Dững, 32 tuổi, ngụ khóm 7, phường 8, thành phố Trà Vinh do có hành vi dùng dao chém anh Thạch Hương, 36 tuổi, ngụ khóm 5, phường 8, thành phố Trà Vinh gây thương tích. Tại cơ quan công an bước đầu, Dững khai nhận y cùng vợ chồng anh Thạch Hương và chị Thạch Thị Dư, 35 tuổi là chị ruột của Dững, mở cửa hàng mua bán mía tại khóm 5, phường 8, thành phố Trà Vinh. Vào tháng 2 năm 2019, Dững đưa anh Hương 110 triệu đồng mua xe tải để chở mía bán cho khách hàng. Đến tháng 5 năm 2019, do cần tiền tiêu xài, Dững yêu cầu bán xe lại cho anh Hương với giá 65 triệu đồng, nhưng anh Hương không đồng ý vì không đủ tiền. Anh Hương bán vợ hai con bò được 17 triệu đồng, đưa trước cho anh Dững. Sau đó, Dững kêu bán xe cho người khác với giá 75 triệu đồng và hứa sẽ trả lại số tiền 25 triệu đồng cho anh Hương. Nhưng anh Hương không đồng ý. Với lý do nếu bán xe cho người khác thì phải mua hai con bò khác giá trị khoảng 44 triệu đồng để bồi thường. Giữ vững và vợ chồng anh Hương không thỏa thuận được giá cả nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đến chiều ngày 16 tháng 5 năm 2019, sau khi đã có uống rượu, nhớ lại chuyện cũ, Dững sang nhà tìm giết anh Hương để trả thù. Dững lấy con dao chém nhiều nhát vào người anh Hương. Sau khi gây án, Thạch Dững đến cơ quan công an đầu thú, anh Hương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh. Liên tục nội dung tiếp theo của 24 giờ chuyển động, xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin tổng hợp, cập nhật liên quan đến diễn biến vụ sát hại người rồi đổ bê tông tại Bình Dương gây rúng động dư luận những ngày qua. Rạng sáng ngày 18 tháng 5 năm 2019, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ nhóm 4 người toàn nữ và các đối tượng này được xác định có liên quan đến vụ án sau một ngày tập trung đấu tranh và sau đây là những thông tin đáng chú ý liên quan đến vụ án. Theo đó, 4 người bị bắt giữ gồm Phạm Thị Thiên Hà, 31 tuổi, Trịnh Thị Hồng Hoa, 66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Lê Phú Hạnh, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và Lê Ngọc Phương Thảo, 29 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, đã khai nhận hơn một tháng trước đã thuê và lưu trú tại căn nhà số 90, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương, nơi đã phát hiện hai thi thể bị đổ bê tông phi tang. Trưa cùng ngày, công an đã tiến hành khám xét chiếc xe 7 chỗ biển số 51A78130, phát hiện nhóm này đã chuẩn bị khá nhiều đồ đạc để chuẩn bị di chuyển. Trong khi đó, lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương đã xác định hai nạn nhân bị sát hại do mâu thuẫn. Từ lời khai ban đầu của 4 người liên quan, công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp một căn nhà trên đường D2, khu công nghiệp Bào Bàng, tỉnh Bình Dương, do Phạm Thị Thiên Hà đứng tên để thuê. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ án. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, đội hình sự đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản do tú ông Đỗ Xuân Tuấn, 27 tuổi ở Thanh Hóa cầm đầu. Công an đã tạm giữ hình sự 5 người liên quan và kịp thời giải thoát cho 13 cô gái khỏi những điểm cà phê ôm và massage kích dục.
Qua đấu tranh cùng các đối tượng, cơ quan công an cho biết từ năm 2018, các đối tượng đăng tải thông tin tuyển dụng ảo lên Zalo hoặc Facebook với những lời hứa hẹn hấp dẫn như công việc nhẹ nhàng, lương cao, kèm số điện thoại. Sau khi có nạn nhân gọi đến, chúng sẽ hẹn ở một vài địa điểm như đường Bình Giả, phường 13 Tân Bình hoặc Hoàng Kế Viêm, phường 12 Tân Bình để dùng lời ngon ngọt dụ dỗ để bán vào các quán massage, cà phê kích dục, mại dâm tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương với giá từ 3 đến 10 triệu đồng một người. Sau khi bị bán vào những cơ sở này, các nạn nhân sẽ bị ép buộc tiếp khách. Nếu có ý định bỏ trốn, sẽ bị hăm dọa, đánh đập dã man bằng roi, dao hoặc kìm điện. Cho đến nay, tổng số đối tượng điều tra lên đến 47 người. Trong đó hiện đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng, 13 nhân viên, 6 chủ quán, 6 quản lý và giải cứu thành công 13 nạn nhân. Hiện cơ quan công an đang lập hồ sơ các đối tượng trên để xử lý theo pháp luật. Thưa quý vị, cách đây khoảng 6 ngày trước, ở cạnh hàng rào ven đường nhà ông Danh Tóc, 84 tuổi tại Kinh Chùa, ấp Tân Hưng, xã Dục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, có mọc lên một nụ hoa và khoảng 2 ngày gần đây thì bông hoa cứ thế lớn dần và có hình thù lạ mắt. Người dân địa phương tụ tập lại xem rồi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội với những lời đồn thổi tâm linh. Từ đó thì người dân các nơi kéo đến xem ngày càng đông, gây mất an ninh trật tự sớm ấp. Sáng sớm ngày 18 tháng 5 có mặt tại nhà ông Danh Tóc, phóng viên chúng tôi thấy rất nhiều người đã tập trung tìm đến nơi có bông hoa lạ mới mọc. Theo quan sát, bông hoa này nằm cạnh hàng rào ngay trước cổng ra vào của nhà ông Tóc và chỉ cao khoảng 30cm, không có lá. Ông Tóc cho biết, cách đây 6 ngày, gia đình phát hiện có một bông hoa nở cạnh bờ rào chỗ bàn thờ ông Thiên trước nhà. Thấy hình thù kỳ lạ nên gia đình cho rằng đây là bông hoa thần linh thiêng nên xây gạch bao quanh và lập bàn thờ thắp hương. Nghe tin về bông hoa lạ, nhiều người dân xã Dục Tượng và vùng lân cận đã tìm về nhà ông để chiêm bái. Thấy cây hoa có hình thù kỳ lạ và chưa nhìn thấy bao giờ nên một số người coi đó là yếu tố tâm linh, cùng nhau đến thắp hương và đặt tiền cúng bái. Theo tìm hiểu, loài hoa mọc tại nhà ông Tóc có tên là cây nưa chuông hay là khoai nưa, mọc rất nhiều ở các tỉnh vùng núi miền Bắc và miền Trung nước ta. Ở miền Nam có vài nơi người dân mang về trồng làm cảnh cạnh bờ rào. Còn bông hoa nưa chuông mọc trước nhà của ông Tóc, rất có thể là từ rất lâu củ khoai nưa này đã nằm trong đất. Và đến nay do gặp điều kiện thuận lợi nên mọc và nở hoa thì đó cũng là hiện tượng bình thường trong tự nhiên. Vì vậy mà bà con có đến chiêm bái thì cũng đừng tin vào những lời đồn thổi, kẻo bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào hoạt động mê tín dị đoan để rồi vi phạm pháp luật. Thưa quý vị, hôm nay ngày 19 tháng 5 năm 2019, kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chuyên mục Chuyện ngày mới sáng nay, những người thực hiện chương trình xin được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về người thầy giáo đáng kính của vùng đất Gò Dầu, Tây Ninh. Thưa quý vị, nhân vật mà Hoàng Trí vừa nhắc đến đó chính là thầy giáo Nguyễn Văn Quay, hiện tại là bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Quang Trung, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, được mọi người nhắc đến như một tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong vai trò là bí thư chi bộ, thầy đã lãnh đạo tập thể từ năm 2009 đến năm 2017, chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh. Riêng năm 2011 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Về công tác thực hiện thì đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác trở thành cái sinh hoạt thường xuyên, là tiêu chí đánh giá để mà xếp loại đảng viên hàng năm cũng như là đánh giá giáo viên, nhân viên hàng năm. Còn với cương vị hiệu trưởng, thầy luôn ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm trong công tác quản lý. Với ứng dụng giải pháp quản lý chỉ đạo của hiệu trưởng trong việc ôn tập lớp cuối cấp để nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường Trung học phổ thông Quang Trung, mà chất lượng tốt nghiệp của học sinh trung học phổ thông được nâng lên, số lượng học sinh đổ vào các trường đại học mỗi năm một tăng. Đặc biệt, chứng kiến trước cảnh nhiều học sinh của trường ở nhà xa vất vả cho những ngày học hai buổi, trưa phải ăn tạm mì gói, mẫu bánh, củ khoai để chờ đến giờ học vào buổi chiều. Thầy Quay đã kết hợp cùng ban đại diện cha mẹ học sinh, công đoàn, đoàn thanh niên, hội chữ thập đỏ, xây dựng bếp ăn mang tên thân thiện dành cho học sinh tại ngôi trường Quang Trung. Bếp ăn phục vụ cho những học sinh nghèo xa nhà học buổi chiều. Dạ, nhà em ở Hiệp Thạnh cách đây khoảng 7 cây số. Em tham gia bếp ăn này là khoảng đầu năm nay, giúp cho học sinh ở xa có điều kiện ở lại trường, tạo điều kiện cho thời gian học tập dài hơn. Với lại mình không có đi gian nắng và không có bị tai nạn giao thông được trên đường.
cái không khí thì ấm cúng như gia đình mình nữa. Đối với em thì vô cùng ý nghĩa. Bếp ăn thân thiện không chỉ đơn thuần là cái tên, mà đó còn thể hiện qua từng hành động lời nói. Từ việc lặt bó rau đến việc vò gạo nấu cơm đều do một tay các thầy cô tại trường chuẩn bị cho các em. Bếp ăn thân thiện đã duy trì được 9 năm. Đó chính là nhờ vào tấm lòng nhân ái của thầy cô và mạnh thường quân đã dành cho các em. Bếp ăn đã tiếp sức cho nhiều em học sinh đến trường và từ bếp ăn này đã giúp nhiều em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập, đạt nhiều thành tích khả quan. Từ gian bếp nhỏ này, với những bữa ăn chứa đậm tình cảm mà thầy Nguyễn Văn Quây đã dành cho những cô cậu học trò nhỏ của mình, sẽ mãi là động lực tiếp thêm sức mạnh, chắp cánh ước mơ giúp các em đi xa hơn trên con đường học vấn. Thưa quý vị, câu chuyện về người thầy giáo, hiệu trưởng tận tâm vừa rồi trong chuyên mục Chuyện Ngày Mới cũng đã khép lại chương trình 24 giờ chuyển động sáng nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào lúc 6 giờ sáng ngày mai.